Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Nghiện Setup. Thực sự thì phải cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở video lần trước đã góp ý cho mình rất là nhiều thứ. Và cũng xin chúc mừng hai bạn ở video trước đã trúng giveaway. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại mang đến cho anh em một món đồ công nghệ, giúp cho góc setup của anh em lúc nào cũng lung linh, giúp cho trải nghiệm làm việc tại nhà của anh em sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, cùng mình trải nghiệm nhé. Chắc hẳn ở đây nhiều anh em cũng đang sử dụng những loại led dây để gắn vào cạnh bàn giống như mình, và sau một khoảng thời gian sử dụng thì phần keo đã không còn dính chắc nữa và rất hay bị bong ra và rơi xuống như thế này, khá là khó chịu. Và phần led thì cường độ sáng chưa thực sự tốt, cộng với chỉ sáng được một màu cùng lúc thôi, nên ngày hôm nay mình sẽ quyết định thay một loại led mới. Và đây là bộ led gắn bàn Amino sẽ giúp mình giải quyết tất cả các vấn đề trên và còn rất nhiều các tính năng hay ho khác nữa mà loại led dây này không làm được. Cùng mình unbox và lắp thử xem nó có thực sự ngon không anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta có một chiếc hộp khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Trong hộp sẽ có dây nguồn dạng USB dài khoảng 1,5m. Em này thì không cần nguồn ngoài, chỉ cần cắm trực tiếp vào PC, vừa là cốc nguồn, vừa là điều khiển luôn. Chúng ta cũng sẽ có một miếng cồn để lau sạch mặt bàn, giúp phần đế dính chắc hơn, và một miếng để giữ dây. Tiếp theo là các miếng nam châm để gắn vào cạnh bàn, có hai loại, một là loại phẳng, hai là loại nghiêng 35 độ hoặc 50 độ để cho anh em tùy chọn góc chiếu sáng của led, cũng khá là hay. Tiếp theo là những thanh nhựa để cố định những vị trí ghép nối của những thanh led. Và cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta là những thanh led RGB. Loại mình chọn ở đây là dài 1m2, nên sẽ có tổng cộng là 3 thanh led dài 30cm, một thanh dài 20cm và một thanh dài 10cm. Đi kèm với một sợi dây nối để giúp anh em tránh những vị trí vướng ở những chiếc arm như thế này, khá là tiện đó anh em. Và một thứ rất quan trọng đó là hướng dẫn sử dụng, anh em nên đọc kỹ trước khi lắp đặt nhé. Và đó là tất cả những gì có trong hộp của bộ Amino này. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi lắp đặt nhé. Đầu tiên, để gắn được led vào bàn thì anh em cần phải cố định những cục nam châm này trước. Anh em yên tâm là những cục nam châm này đã có sẵn băng dính 3M, anh em chỉ cần bóc ra và dán lên thôi. Có một lưu ý nhỏ cho anh em là trên thanh led có gắn những vị trí kim loại và nam châm sẽ chỉ hút được ở những vị trí này, nên chúng ta hãy đặt tất cả các thanh led vào đúng vị trí mà chúng ta mong muốn, sau đó thì gắn các cục nam châm tương ứng với các vị trí có miếng kim loại. Và nếu bạn muốn lắp những cục nam châm có góc nghiêng thì cần phải lắp cùng chiều nhé. Và nếu anh em sử dụng những chiếc arm như của mình thì hãy sử dụng sợi dây nối để tránh vị trí arm ra nhé. Và sau đó thì chỉ cần đặt thanh led vào là nó tự hút thôi. Và cuối cùng là cắm nguồn và cố định dây lại. Về nguồn điện thì chúng ta chỉ cần cắm một sợi dây duy nhất vào cổng USB 3.0 là xong. Không cần một tí kiến thức nào về điện luôn. Mình nghĩ là bất kỳ ai cũng sẽ làm được thôi. Và sau khoảng 5 phút lắp đặt thì mình đã lắp xong. Giờ thì chuyển sang phần mềm nhé. Để tải được phần mềm thì anh em lên trang chủ của Amino, chọn vào phần tải xuống và lựa chọn hệ điều hành phù hợp. Ở đây thì mình đang dùng Windows nên mình sẽ tải xuống và cài đặt như bình thường. Anh em nhớ tải bản mới nhất nhé. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ thêm thiết bị mới. Anh em chọn vào thêm mới, chọn Amino S, chọn đúng chiều dài thanh led, chọn cổng USB và cuối cùng là đặt tên. Và nếu anh em lười thì để mặc định cũng được. Và thế là xong, cũng khá là đơn giản. Và ấn tượng đầu tiên phải công nhận là độ sáng của em này rất cao. Mình chỉ để 40% thôi là đã rất sáng rồi. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chế độ hiển thị. Chế độ đầu tiên là sáng theo màn hình, thì thanh led sẽ hiển thị màu tương ứng với màu sắc ở trên màn hình của anh em, đem lại trải nghiệm khá là thú vị, nhất là khi anh em xem phim thì đúng là đỉnh luôn. Ngoài ra cũng rất là phù hợp cho anh em chơi game. Ví dụ như anh em chơi CSGO thì khi bị dính flash, hiệu ứng cực kỳ là chân thực, không hề giả chân một chút nào luôn. Tuy nhiên thì nó không giúp anh em chơi game giỏi hơn đâu. Ví dụ như thế này. Tiếp theo là chế độ sáng theo giải màu. Với chế độ này thì anh em có thể tùy chọn giải màu để hiển thị, cũng như điều chỉnh tốc độ của hiệu ứng. Và có sẵn khá là nhiều giải màu cho anh em thoải mái lựa chọn. Đặc biệt, chúng ta có thể tự custom những màu sắc mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như ở đây thì màu sắc đã thay đổi ngay lập tức, giống hệt với những gì mà chúng ta lựa chọn ở phần mềm. Tiếp theo là chế độ nháy theo nhạc. Thì mình thấy độ nhạy khá là ổn, nhiều hiệu ứng và led nháy rất là đẹp, khác hẳn với những loại led dây mà mình từng sử dụng.
Còn nếu anh em thích sự đơn giản, không màu mè thì có thể chọn chế độ giải máu tĩnh hoặc là máu đơn sắc. Khi làm việc thì mình hay để chế độ máu tĩnh, giúp mình tập trung vào công việc tốt hơn. Còn khi giải trí thì mình sẽ chuyển sang các chế độ chuyển động. Về chất lượng ánh sáng thì mình phải công nhận là nó tốt hơn hẳn những loại LED dây bình thường. Đi kèm với phần mềm đồng bộ trên PC thì bộ LED này quả thực rất đáng tiền. Anh em nghĩ sao về bộ LED này? Hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Và nếu anh em có thắc mắc thì đừng ngần ngại tham gia group support nghiện setup. Ở đây có thể giúp anh em giải quyết mọi vấn đề về setup. Và sắp tới mình sẽ làm giveaway ở trong group. Anh em đừng bỏ lỡ nhé. Cuối cùng, chúc anh em có một góc setup thật là đẹp. Và đừng quên chúng ta có nút like và subscribe ở phía dưới nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.